chào các bạn, mình là Tiên Vivi. Hôm nay thì thật không may, một sợi dây của em Gusen nhà mình bị đứt. Sẵn tiện nhân dịp này thì mình sẽ quay một cái clip về cách thay dây đàn, gửi đến các bạn luôn. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ lấy cái sợi dây đứt này ra ha. Thường thì các bạn có thể cầm cái đàn, chúng ta lật nó ngang qua, sau đó là lấy cọng dây xuống. Còn bên này mình thì mình làm biến, cho nên mình cứ đẩy nó xuống như thế này. Lát nữa cái cọng dây nó sẽ... Đấy, bạn thấy là nó đã lòi ra ngoài rồi nè. Và cầm nó giật ra thôi. Đây là cách của một người làm biến. Rồi, mình sẽ lấy nó ra. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy cái phần dây dư này ra nha. Các bạn cẩn thận là ở phía đầu này nè. Nó là một cái cọng kẽm á. Thì chú ý cẩn thận để không có bị đâm vào trong tay của mình nha. Đây nè, các bạn thấy là cái đầu kẽm này nó rất là nhọn nè. Nhưng lúc lấy thì bạn cũng phải nhớ là cẩn thận ha. Rất là nhọn luôn. Một tay mình cầm máy quay, một tay mình gỡ, cho nên nó hơi lâu chút xíu, các bạn thông cảm nha. Rồi. Tiếp theo thì bạn mở cái sợi dây cần thay ra ha. Đây, cái sợi dây cần thay đây. Giờ bạn sẽ mở nó ra. Này thực quấn rất là nhiều vòng nè. Giờ mình cứ mở từ từ cho nó ra thôi. Rồi, sau khi mở ra thì cọng dây của chúng ta sẽ như thế này. Tiếp theo thì giống như hồi nãy á, thông thường là các bạn sẽ lật cái đàn lên. Đây. Bạn sẽ lật cái đàn lên. Sau đó là bạn sẽ xỏ dây vô trong đây. Ở dưới này nó có những cái lỗ nha bạn nha. Đây bạn thấy nè, những sợi dây đàn của chúng ta nè. Đứt cọng nào thì mình cứ xỏ vô lỗ cọng đó thôi. Bây giờ thì mình kéo sợi dây lên cho đến cuối đoạn dây thôi ha. Rồi, chắc chắn rồi đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xỏ cọng dây qua những cái lỗ xỏ dây nha. Đây nè, những cái lỗ xỏ dây nè. Rồi sau khi mà chúng ta xỏ nó xong thì nó sẽ nằm ở xuống cái phần dưới này, là cái phần trục đàn của chúng ta. Rồi trên trục đàn thì nó đều có một cái lỗ. Sau đó bạn xỏ cọng dây đó qua cái lỗ nha. Đây nè, ví dụ là bạn nhìn thấy nè, đây có một cái lỗ nè. Đấy. Thì tương tự ở trục này thì chúng ta cũng xỏ cọng dây qua cái lỗ. Tới đây thì theo như thông thường á, là chúng ta sẽ vòng một vòng cọng dây qua cho nó chắc. Còn nếu như mà bạn lười hay là bạn cảm thấy là khó khăn quá thì chúng ta cứ để vậy mà xoay cũng được. Nhưng mà nhớ cẩn thận coi chừng nó bị xoắn dây rồi nha. Rồi tiếp theo đây thì chúng ta cứ việc xoay thôi. Đến đây thì xem như là chúng ta cũng đã lên dây xong. Rồi một điều lưu ý cho cả nhà đó là đối với những loại trục ghim hoặc là trục đóng thì không sao. Nhưng mà đặc biệt đối với những loại trục mà giống như ốc vít vặn nè, thì khi chúng ta xoay là rất có thể chúng ta đã xoay ngược chiều bạn nha. Bạn nhớ để ý vấn đề đó. Vì xoay ngược chiều thì giống như con ốc á, xoay ngược thì nó sẽ đi ra ngoài. Rồi sau khi mà chúng ta thay dây xong thì bạn nhớ đặt dây nằm phía trên con nhạn. Và một lưu ý nhỏ nữa đó là khi mà chúng ta dùng tuner thì đừng cố gắng ép sợi dây chúng ta vừa mới thay xong lên đúng được cao độ mà tuner nó đang thể hiện, bởi vì có thể gây đứt dây một lần nữa. Mỗi ngày chúng ta lên một ít thôi, có thể là lúc đầu cao độ của nó chưa chính xác, nhưng mà từ từ thì nó sẽ lên đúng cao độ thôi, vì cái dây mới nó chưa có giãn hết thôi. Bạn yên tâm về điều đó nha. Rồi hôm nay video clip của mình là đã kết thúc rồi. Một câu rất là quen thuộc, bạn nhớ like video nếu như nó hữu ích. Và nhớ đăng ký kênh YouTube của Tiên để theo dõi những sản phẩm mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.